Sở hữu ba đường chỉ tay này, sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió nếu xuất ngoại. Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Ngày càng có nhiều người muốn ra nước ngoài học tập và làm việc, tuy nhiên thì điều này lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bạn, bởi có người đi với hai bàn tay trắng nhưng trở về trong gấm vóc lụa là và ngược lại. Có người sang nơi đất khách quê người lại phải sống lay lắt qua người, thậm chí là thiệt mạng. Để biết xem là có hợp xuất ngoại hay không, một số người thậm chí còn xem chỉ tay đi nước ngoài để an tâm hơn. Nghe có vẻ là phi lý, nhưng mà theo nhân tướng học thì nếu bàn tay có ít một trong ba dấu hiệu này thì bạn rất thích hợp để đi ra nước ngoài làm việc. Dưới ngón trỏ có nhiều đường dọc nhỏ. Dưới ngón trỏ là gò mộc tinh, nói về tinh thần tiến thủ, nỗ lực về công danh sự nghiệp của một người. Nếu gò mộc tinh nhô cao, khí sắc tươi nhuận thì người này có khả năng xuất ngoại cao. Bên cạnh đó, nếu có những đường dọc nhỏ dưới ngón tay trỏ thì dù bạn ở bất kỳ đâu cũng sẽ thích nghi được với sự thay đổi và gặt hái được nhiều thành công. Bởi những đường dọc tay này chính là những đường tiên phong. Những đường này càng rõ nét thì cơ hội thành công của bạn càng cao, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, trước khi chạm tay tới thành công, bạn có thể gặp phải những khó khăn trở ngại, nhưng đó đều là thử thách đặt ra cho bạn mà thôi. Đường chỉ tay vận mệnh nằm trên đường chỉ tay sinh mệnh. Đường chỉ tay vận mệnh thường xuất phát từ ngón giữa, được kéo dài theo hướng từ trên xuống dưới, dọc theo bàn tay. Đường này rất mảnh, mờ mờ không rõ và thậm chí có người không có đường chỉ tay vận mệnh. Trong khi đó, đường chỉ tay sinh mệnh là đường bắt đầu từ giữa ngón cái và ngón trỏ kéo dài xuống cổ tay. Nếu đường vận mệnh nằm trên đường sinh mệnh, chứng tỏ bạn là người có ý chí kiên cường, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Một khi vượt qua khó khăn, con đường sự nghiệp của bạn sẽ luôn rộng mở, tạo dựng được địa vị của bản thân, có tiếng nói trong xã hội. Khi ở nước ngoài thì bạn cũng phát triển rất tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Đường chỉ tay sinh mệnh đi từ cổ tay, độ cong rất nhỏ, đi thẳng lên giữa ngón cái và ngón trỏ. Theo cách xem chỉ tay đi nước ngoài, nếu đường chỉ tay sinh mệnh đi từ cổ tay, độ cong rất nhỏ, đi thẳng lên giữa ngón cái và ngón trỏ thì chứng tỏ bạn là người có ý chí mạnh mẽ, có năng khiếu học ngoại ngữ. Vì vậy, bạn nên tận dụng lợi thế này để ra nước ngoài trải nghiệm những điều mới mẻ và trau dồi kiến thức. Bên cạnh đó, bạn nên tham gia vào các lĩnh vực như là ngoại giao, môi giới, lãnh đạo để mở rộng giao tiếp, bởi đây là những người có tiềm năng nổi tiếng trên thế giới. Ngoài cách xem số xuất ngoại qua đường chỉ tay, người ta còn xem qua các gò trong lòng bàn tay. Chẳng hạn như nếu gò thái âm tươi tắn, có hình ngôi sao hoặc là hình tam giác thì bạn thường gặp may mắn trong quá trình xuất ngoại, gặp được người yêu hay là mối lương duyên tốt. Còn ngược lại, nếu trên gò thái âm mà có nhiều nếp nhăn, không mịn màng thì quá trình xuất ngoại của bạn khá là tốn kém, đi làm việc không thu được nhiều của cải mang về. Gò thái dương nằm ở dưới ngón tay đeo nhẫn. Nếu gò này nảy nở, mịn màng, hồng nhuận thì bạn có xu hướng lập nghiệp nơi xa, danh vọng cao nên xuất ngoại sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp. Trên đây là một số dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ vô cùng thành công khi mà xuất ngoại. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tin hoàn toàn vào cách xem chỉ tay đi nước ngoài. Vì cho dù sở hữu những đường chỉ tay này nhưng không nỗ lực có chí tiến thủ học hỏi cái mới thì ở đâu cũng như nhau mà thôi. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất cho năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến trong năm nay thì sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không có lý tưởng, học sinh thì tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó thì con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại về gan tấc.
Còn về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan tí thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên cũng đừng quên mang theo bên mình kim bài tài tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung vào một số hạng mục nhất định mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động, xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, đó là vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh. Chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành và đầu tư các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Vận trình tài lộc của tuổi Dần trong năm 2020, canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn trong năm đường tài lộc khá là tốt. Những mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu được về tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng. Năm nay, tuổi Dần mà muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Mão bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tý thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp cho người tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng tăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của bản thân. Theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tí thủy và tuổi Mão phạm cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả có thể khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác. Khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh, gây ra đủ chuyện rắc rối phiền muộn, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang phải cố gắng đạt được. Thậm chí còn gây tổn hại đến cả con giáp này nữa. Trong năm thì hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu nhiều thương tật phá tài hao của. Theo phong thủy may mắn thì năm 2020, tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì tốt nhất và cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình, cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua.
cần kiểm soát bản thân cho tốt, tránh để dục vọng làm sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm, thì chỉ có mất nhiều hơn là được, cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tăm tối kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên, những người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu quý thần tam hợp, hóa giải hạn tái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp cho người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tỵ. Luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm phạm phải tam tai, con giáp này phải đối mặt những áp lực nhất định. Mối quan hệ với cấp trên thì không được tốt, chẳng những tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên còn có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực, quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô số những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản thân, để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2020 này, tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng, hãy nắm bắt từng thời cơ để chứng minh thể hiện năng lực của mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này, cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc đúng quy trình, đừng tự lách luật rồi gây rắc rối cho chính mình. Tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế tuổi Tuất năm 2020 có nhiều biến động lớn, có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất nên sự nghiệp tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực marketing, đầu tư tài chính thủy lợi. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấn đề vấp váp, thậm chí là rủi ro, cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn thời điểm cuối năm sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra thì trong năm có cơ hội được thụ hưởng nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Còn về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tỏa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý con giáp này không thuận lợi chuyện hôn nhân hoặc ra ở riêng. Trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh, tuy nhiên nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân thì tuổi Tuất cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng không cần phải lo lắng quá nhiều bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc nên nhiều chuyện tưởng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên thì những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung, vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm nay. Cường độ áp lực của công việc cùng tồn tại, để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp điều chỉnh vừa phải thái độ làm việc thoải mái đối với cuộc sống. Hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tài ách của năm. Với những người tuổi Tuất thì cần phải có vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành. Trên đây là 5 trong số 12 con giáp chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong 5 con giáp này hay không?
Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt của mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để biết hơn chi tiết, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chương trình hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phần dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Chúc quý anh chị gặp nhiều thành công thuận lợi trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.